Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự hôm nay, thứ tư ngày 21 tháng 8 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình Thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dự lễ xuất quân câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội, câu lạc bộ bóng đá PVF Công an Nhân dân tham dự mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2024-2025. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tham dự phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chế biến long nhãn, nâng cao giá trị cho quả nhãn Hưng Yên. Chuyển biến công tác phòng cháy chữa cháy ở tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào. Chiều qua tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF Bộ Công an ở huyện Văn Giang, Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ xuất quân câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội, câu lạc bộ bóng đá PVF Công an Nhân dân tham dự mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2024-2025, vinh danh khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc của thể thao Công an Nhân dân. Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Cùng dự có các đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Mùa giải 2024-2025, câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội tham dự hai giải đấu chuyên nghiệp quốc gia và cúp quốc gia. Ngoài ra, đội bóng còn tham dự giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2024-2025. Trong khi đó, câu lạc bộ bóng đá PVF Công an Nhân dân sẽ thi đấu tại hai giải đấu trong nước là giải hạng nhất quốc gia và cúp quốc gia. Nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới, ngoài việc ra mắt mẫu áo thi đấu, hai câu lạc bộ đã công bố đội hình và ra mắt các tân binh với mục tiêu giành ngôi vị cao nhất ở các đấu trường quốc nội. Tại buổi lễ, Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam tổ chức vinh danh các tập thể cá nhân có thành tích tốt tại Olympic Paris 2024 và khen thưởng cho các đội tuyển thể thao trong lực lượng Công an Nhân dân đạt giải cao tại các giải trong nước năm 2024. Phát biểu tại lễ xuất quân, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, để sớm đưa thể thao Công an Nhân dân trở thành một trong những đơn vị mũi nhọn của thể thao Việt Nam, Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam cần chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng, tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa, ưu tiên phát triển các bộ môn thể thao trọng điểm, tập trung xây dựng, bổ sung các thiết chế về công tác thể dục thể thao Công an Nhân dân trên cơ sở tiềm lực, bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng, mở rộng hợp tác với các tổ chức thể thao trong và ngoài nước. Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội, câu lạc bộ bóng đá PVF Công an Nhân dân trong mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2024-2025 phải thi đấu nhiệt huyết vì màu cờ sắc áo và sự tin tưởng của người hâm mộ. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các bộ ban ngành trung ương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên để cải thiện và nâng cấp trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF Bộ Công an tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang nhằm đào tạo ra nhiều lứa cầu thủ tài năng cho bóng đá Việt Nam. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 36, hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết năm 2023. Tham dự phiên họp về phía đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được kết nối trực tuyến với 62 đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai hoạt động giám sát lại, thể hiện trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc giám sát đến cùng việc thực hiện các yêu cầu kiến nghị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn đối với 9 lĩnh vực chia 2 nhóm. Theo đó, nhóm lĩnh vực thứ nhất gồm các lĩnh vực công thương, nông nghiệp, phát triển nông thôn, văn hóa, thể thao và du lịch được chất vấn trong buổi sáng vào đầu giờ chiều ngày 21 tháng 8. Nhóm lĩnh vực thứ hai gồm các lĩnh vực tư pháp, nội vụ, an ninh trật tự, an toàn xã hội, thanh tra, tòa án, kiểm soát sẽ được tiếp tục trong sáng ngày 22 tháng 8.
hôm nay, các tổ giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ giám sát số 1 và đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ giám sát số 2 đã giám sát tình hình triển khai thực hiện chương trình phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Khoái Châu và huyện Văn Lâm. Huyện Khoái Châu có 87% số trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn trong huyện ngày càng nâng cao. Đội ngũ cán bộ giáo viên được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cơ bản. Từ năm 2021 đến nay, huyện đã đầu tư trên 280 tỷ đồng cho lĩnh vực giáo dục. Tại buổi giám sát, huyện đã kiến nghị tháo gỡ một số khó khăn về công tác quy hoạch mở rộng diện tích đất, xây bổ sung phòng học, phòng chức năng ở một số nhà trường, tình trạng thiếu phòng học, phòng bộ môn, thiếu giáo viên. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến yêu cầu, trong thời gian tới, huyện Khoái Châu cần tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, tiếp tục rà soát bố trí kinh phí để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy và học, dạy nghề, chú trọng công tác quy hoạch, dành quỹ đất cho sự nghiệp giáo dục, quan tâm công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh và quản lý chặt chẽ công tác thu chi, bệnh thành tích trong trường học. Trước đó, Tổ giám sát số 1 đã đi khảo sát thực tế tại trường mầm non Misa, thị trấn Khoái Châu. Đến nay, huyện Văn Lâm có 32 trên 32 trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 22 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Huyện đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được nâng cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Văn Lâm thời gian tới tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thực hiện chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện hoàn thành sáp nhập các trường học trên địa bàn theo kế hoạch đã ban hành, bảo đảm đúng quy định, thực hiện tuyển dụng giáo viên, bảo đảm đủ số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao. Trong chương trình làm việc, Tổ giám sát số 2 đã tiến hành khảo sát thực tế tại trường mầm non xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm. Sau khi công bố điểm chuẩn đợt 1, trường Đại học Phenica đã công bố thông tin tuyển sinh và nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2024 ở tất cả 4 phương thức xét tuyển, bắt đầu từ ngày 20 tháng 8 đến hết 16 giờ ngày 29 tháng 8. Theo đó, với phương thức xét tuyển thẳng theo đề án của trường, thí sinh cần đáp ứng các tiêu chí xét tuyển thẳng được quy định trong đề án tuyển sinh năm 2024 của nhà trường. Đối với các phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi trung học phổ thông, xét tuyển dựa vào học bạ bậc trung học phổ thông và xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực của trường Đại học Quốc gia hoặc đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, thí sinh cần đạt điểm sàn đối với từng ngành, chương trình đào tạo cụ thể. Ngoài ra, thí sinh xét tuyển vào ngành y khoa, răng hàm mặt, dược học, y học cổ truyền ở 3 phương thức xét tuyển ngoại trừ xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông cần có thêm điều kiện, đó là học lực lớp 12 xếp loại giỏi, tổng điểm trung bình 3 môn tổ hợp xét tuyển đạt 24 điểm trở lên. Đối với ngành kỹ thuật xét nghiệm, y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, hình ảnh y học cần học lực lớp 12 khá trở lên và tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển đạt 19,5 trở lên. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng cách gửi trực tiếp hồ sơ về nhà trường hoặc tại website đường link tuyển sinh của nhà trường với tên miền tuyển sinh.fenica-uni.edu.vn. Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Hội Đông y Việt Nam 22 tháng 8 năm 1946, 22 tháng 8 năm 2024, sáng nay Hội Đông y tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị biểu dương các thầy thuốc đông y tiêu biểu. Những năm qua, các thầy thuốc đông y trong tỉnh có những bài thuốc gia truyền, bài thuốc kinh nghiệm hay, phương pháp chữa bệnh độc đáo để phổ biến cho các hội viên học tập, vận dụng trong điều trị cho người bệnh. Từ đầu năm đến nay, các phòng chẩn trị, phòng mạch trên địa bàn tỉnh đã khám chữa bệnh cho trên 78.000 lượt người. Tỷ lệ sử dụng thuốc nam chiếm trên 50%. Các mặt bệnh khám chữa bệnh bằng đông y có hiệu quả như bệnh phục hồi sau tai biến liệt nửa người, bệnh phong tê tấp, hen suyễn. Tại hội nghị, 12 hội viên đã có công hiến cho sự nghiệp thừa kế, phát huy phát triển nền đông y Việt Nam, được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đông y. 9 cán bộ hội viên được tặng danh hiệu thầy thuốc đông y tiêu biểu tỉnh Hưng Yên lần thứ 3 năm 2024. 7 cán bộ hội viên được cấp giấy chứng nhận công nhận bài thuốc công hiến. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt luật đất đai, các nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2024.
Sau gần 8 năm thực hiện, luật đất đai năm 2013 đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, công tác quản lý và sử dụng đất còn tồn tại hạn chế như quy định sử dụng đất chưa đảm bảo tính đồng bộ, nguồn lực đất đai chưa được khai thác. Việc sử dụng đất có nơi còn lãng phí, hiệu quả thấp, vi phạm pháp luật về đất đai còn nhiều, nhưng việc xử lý còn hạn chế. Luật đất đai năm 2024 được ban hành với 16 chương 260 điều, góp phần hoàn thiện thể chế chính sách về đất đai phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách pháp luật có liên quan đến đất đai, giải quyết các vấn đề vướng mắc tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý sử dụng đất, tăng cường quản lý đất đai cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến một số điểm mới nổi bật của luật đất đai năm 2024 như công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, công tác giá đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Từ đầu năm đến nay, huyện Phù Cừ là một trong những địa phương đứng đầu tỉnh Hưng Yên về giải ngân vốn đầu tư công với gần 55% kế hoạch vốn. Để hoàn thành mục tiêu năm 2024, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công đang tập trung triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2023, ngay đầu năm 2024, thị trấn Trần Cao đã chỉ đạo các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ một số dự án công trình. Kết quả đến nay, thị trấn đã hoàn thành 2 công trình mới và đưa vào sử dụng là trạm y tế thị trấn và trụ sở công an thị trấn với tổng vốn đầu tư gần 30 tỷ đồng. Trạm y tế thị trấn Trần Cao là từ mùng 1 tháng 7 năm 2024 đến nay đã bắt đầu đưa vào sử dụng. Thì với cơ sở vật chất mới và cũng được đầu tư là cán bộ phục vụ tại trạm thì nhiều khi là trực 24/24. Với cơ sở vật chất mới thì chúng tôi đã có những cái khu vệ sinh hoặc là những cái khu nhà ở để thường trực, thường trú hoặc là làm việc thì rất khang trang, sạch sẽ. Tổng kế hoạch vốn năm 2024 của toàn huyện Phù Cừ là trên 580 tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện là khoảng trên 420 tỷ đồng, ngân sách xã là gần 140 tỷ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh. Đến nay huyện đã giải ngân khoảng 320 tỷ đồng, đạt gần 55% kế hoạch vốn. Từ nguồn vốn trên, huyện đã và đang triển khai xây dựng 48 công trình tiêu biểu như cải tạo trung tâm y tế huyện, cải tạo DT378 đi qua khu Vụng Quả đến đình làng Hạ Đồng, cải tạo tuyến DH80, DH64, DH88, hệ thống các trường học, các trạm y tế xã, thị trấn. Cái tiến độ thì đòi hỏi phải là nhân lực phải đông, thì cứ bình quân ở trên công trường hàng ngày làm đây là cứ 30 người đến 50 người, làm đêm cũng tầm 7 đến 10 người. Bố trí máy móc đẩy nhanh cho kịp cái tiến độ đầu năm học mới, các cháu được học đi chỗ trường mới là sớm nhất. Ban quản lý tập trung vào việc giải phóng cái mặt bằng sạch để bàn giao cho đơn vị thi công. Ban yêu cầu đơn vị thi công là tập trung máy móc nhân lực để hoàn thành theo đúng tiến độ. Cùng với nữa là ban cũng tham mưu với ủy ban huyện cấp cái nguồn kịp thời giải ngân cho thầu thi công để có cái nguồn lực để thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn năm 2024, huyện Phù Cừ huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp để giải ngân số vốn còn lại theo đúng kế hoạch của tỉnh giao. Đặc biệt, triển khai nhanh chóng các biện pháp trong giải phóng mặt bằng dự án đường Tân Phúc - Võng Phan, xây dựng khu tái định cư mới cho các xã Đình Cao, Đoàn Đào. Để giải quyết bài toán tiêu thụ cũng như nâng cao giá trị cho quả nhãn, bên cạnh xuất bán quả tươi và bên cạnh các cơ sở sản xuất long nhãn, thì tại thành phố Hưng Yên và các huyện Tiên Lữ, Ân Thi, Kim Động, Quế Châu còn có nhiều hộ dân chế biến long nhãn giúp bảo quản lâu hơn và làm tăng giá trị của quả nhãn Hưng Yên. Phát huy thế mạnh nông sản của địa phương, anh Trường ở xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ đã gắn bó 15 năm với nghề làm long nhãn. Long nhãn của gia đình được sản xuất từ những loại nhãn Hưng Yên nổi tiếng, chất lượng. Hiện nay với 3 lò sấy, trung bình một ngày, gia đình anh chế biến được khoảng 2 đến 3 tấn nhãn tươi, cho ra khoảng 2 đến 3 tạ long nhãn thành phẩm. Với giá bán năm nay từ 190.000 đến 230.000 đồng một kg, đem lại thu nhập khá cho gia đình.
chúng ta phải lựa chọn nhãn ngon, sấy làm sao đảm bảo vệ sinh, giữ nhiệt ổn định, mũi long thì nó sẽ sáng màu và đều màu, đảm bảo về chất lượng. Hiện nay thì địa phương thì có khoảng gần chục hộ gia đình làm nghề tạo lao việc làm cho khoảng độ từ 300 đến gần 400 lao động. Chế biến sản phẩm long nhãn này cũng là cách để mình nâng tầm thương hiệu nhãn của Hưng Yên. Hình thành và phát triển từ địa phương có truyền thống sản xuất nhãn. Chính vì vậy, ngoài sản xuất nhãn tươi, 80 hộ dân ở xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên cũng chú trọng đầu tư máy móc ứng dụng khoa học kỹ thuật để chế biến long nhãn nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Các quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ, do đó chất lượng đầu ra của sản phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, được khách hàng tin dùng. Trung bình, mỗi hộ chế biến 2 tấn nhãn tươi trên ngày. Nghề làm long nhãn không chỉ tạo thu nhập cho chủ cơ sở chế biến, mà còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động trong và ngoài địa phương. Tôi mùa long quê này thì tôi làm được tầm khoảng 100 tấn nhãn tươi. Làm này nó cũng là quen khách này, có khách người ta mua là đấy, cứ thế là tôi gắn bó đến nghề thôi. Cũng muốn sản phẩm của Hưng Yên mình coi là sẽ đi các nơi. Trong lúc rảnh rỗi là tôi làm cái này xoáy coi như một ngày cũng được 30 cân, còn hơn 100.000 rồi. Thì coi như thu nhập thì coi như hai ba cháu cũng đủ sống. Nhằm khẳng định chất lượng, thương hiệu cũng như mở rộng đầu ra, không chỉ dừng ở việc chế biến nhãn, nhiều đơn vị như công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và xuất khẩu nông sản Việt Vinagri, hợp tác xã nhãn lồng Tiên Châu, hợp tác xã nhãn lồng Phương Thượng, hợp tác xã nhãn Biển Thiết còn tích cực đưa sản phẩm long nhãn tham gia chương trình OCOP và sản phẩm đã được tỉnh công nhận đạt chuẩn OCOP 3 đến 4 sao. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không ngừng đổi mới, sáng tạo đã cho ra mắt sản phẩm long nhãn ôm sen sấy thơm ngon bổ dưỡng, được lòng thực khách trong và ngoài tỉnh, qua đó góp phần nâng tầm giá trị cho quả nhãn Hưng Yên. Nhằm hạn chế thấp nhất việc xảy ra cháy nổ, vừa qua phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào đã tiến hành kiểm tra, rà soát, yêu cầu các hộ kinh doanh phế liệu hoàn thiện điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Tuy chưa triệt để, nhưng việc làm này đã có bước chuyển biến nhất định về nhận thức cho các hộ kinh doanh về lĩnh vực này. Tuy nhiên về lâu dài thì vẫn rất cần có những giải pháp căn cơ, bền vững hơn. Sau khi được chính quyền và cơ quan chức năng nhắc nhở yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, tháng 6 năm 2024, gia đình ông Nguyễn Vũ Phận, một trong những hộ kinh doanh tái chế nhựa lâu năm ở đây, đã triển khai xây dựng thêm hệ thống bể nước chữa cháy của gia đình. Ông cho biết chỉ còn vài buổi nữa là có thể tiến hành lắp đặt máy bơm tự động và hệ thống bể nước là có thể sẵn sàng cho công tác chữa cháy. Trong địa phương cũng đã xảy ra cháy rồi, thì chúng tôi cũng nhận thức được cái này là nó là cái thiết thực cho bản thân chúng tôi. Để như riêng gia đình tôi thì khoảng độ 45-50 khối và đấu thêm cái hệ thống, nghĩa là chuyên dụng cái đầu bơm kết hợp với cái máy phát điện bằng diesel. Nó lai từ cái đầu lỗ sang cái máy bơm luôn và nó là áp lực nước nó tự động, chứ không phải coi như là phải giật lỗ như các cái máy đời cũ. Ví dụ có xảy ra thì là có thể là mình tự hoạt động và cũng coi như nó giảm thiểu cái rủi ro đi. Qua tìm hiểu, hầu hết các hộ kinh doanh tái chế ở đây đều có nhận thức rõ ràng hơn về việc phòng cháy chữa cháy, đồng thời cũng đã từng chứng kiến thiệt hại khi xảy ra cháy. Tuy nhiên, vì rất nhiều lý do, họ vẫn tiếp tục kinh doanh sản xuất. Là hộ cá thể thôi thì cũng không hiểu gì lắm, thì là phường đến nhắc nhở thì cũng trang bị thêm là thì bình chữa cháy, rồi là các cái tiêu lệnh, đường điện thì cũng thu gom ổn định, gọn ghẽ, không đun nấu gần cái chỗ hàng hóa. Cũng tư tưởng thì cũng muốn là ra chỗ mới, nhưng mà bây giờ vì điều kiện kinh tế không thể đáp ứng được thì những cơm manh áo thì cũng vẫn phải chấp nhận làm thôi. Tổ dân phố Phan Bôi hiện đang có 121 hộ buôn bán sơ tái chế hạt nhựa, trong đó có 11 hộ sản xuất tạo hạt nhựa, 75 hộ xay nhựa phế thải, còn lại là các hộ thu mua phân loại phế liệu. Tuy nhiên, chỉ có 7 hộ là mô hình doanh nghiệp, 10 hộ có giấy phép kinh doanh, còn lại đều là tự phát. Hơn nữa, địa phương này cũng không còn khu mặt bằng phù hợp cho việc này. Từ cái sự thay đổi về nhận thức thì một số bà con ở Phan Bôi bước đầu là có những cái thay đổi trong cái công việc của mình, tự trang bị cho mình những cái kiến thức, những cái kỹ năng cũng như một số các cái thiết bị để
thực hiện cái phòng cháy chữa cháy, nên là cái mong muốn là đưa thành một khu tập trung, tuy nhiên cái quỹ đất của phường bây giờ thì cũng đang rất là khó khăn. Chính vì vậy cho nên là cũng sẽ trong thời gian tới cũng mong cấp trên sẽ có những cái tính toán để có thể là giúp cho dị sự khắc phục được cái vấn đề này thời gian tới. Như vậy, để đảm bảo trong công tác phòng cháy chữa cháy cũng như đảm bảo về môi trường khu dân cư, rất cần có giải pháp cụ thể, căn cơ, lâu dài và bền vững. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bản tin dự báo thời tiết thủy văn Hưng Yên đêm 21 ngày 22 tháng 8 năm 2024. Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Ngày có lúc giảm mây hưởng nắng, gió tây nam cấp 2. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Độ ẩm trung bình ngày 84 đến 88%. Trên sông Hồng tại thành phố Hưng Yên, mực nước cao nhất 2,40 m, mực nước thấp nhất 1,65 m. Tin buồn. Ban tổ chức lễ tang và gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin bà Hồ Thị Mai Hương, sinh năm 1973, quê quán phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, đã từ trần vào hồi 9 giờ 10 phút ngày 21 tháng 8 năm 2024, tức ngày 18 tháng 7 năm Giáp Thìn, hưởng dương 52 tuổi. Tang lễ được tổ chức tại gia đình số nhà 73 Marina, khu đô thị Eco Park, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Lễ nhập quan 17 giờ 05 phút ngày 21 tháng 8 năm 2024. Lễ viếng 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 8 năm 2024. Lễ truy điệu 12 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8 năm 2024. Lễ di quan 12 giờ 50 phút ngày 22 tháng 8 năm 2024. Hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển, Hà Nội. An táng tại nghĩa trang nhân dân quê nhà, tổ dân phố Văn Nhuế, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, thay mặt gia đình, chồng Đặng Minh Ngọc, trưởng nam Đặng Minh Đức, trưởng nữ Đặng Quỳnh Anh.